Báo cáo quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 2 tháng 5 năm 2020 và chúng tôi là đang chuyển hàng, đang chuyển tranh cảm thùng hàng Diên Niên ra xe rồi để chuyển về xã Đông Phương Hưng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sáng nay các bác là đến lấy hàng và bây giờ là cho ra xe để chuyển đi luôn. Rất vui mừng là sau mùa dịch Covid, bây giờ chưa chính thức là hết đâu nhưng mà cũng đã bỏ cái giãn cách rồi. Nó cũng giảm bớt giãn cách thì như vậy là quý khách về lấy hàng liên tục, đủ có điện rất là vui mừng phấn khởi. Và chân thành cảm ơn quý khách đã liên tục ủng hộ chúng tôi. Một số bác trong miền Nam thì không thể đến được thì cũng đặt hàng online. Và thưa quý vị, riêng về tranh khảo thì đồ gỗ nghiền cũng nào có dự trữ sẵn 300 tấm đủ các cỡ các loại. Xin quý vị là đến tham quan mua sắm tại cửa hàng đồ gỗ nghiền nằm cạnh trường tiểu học xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi là cái mức giá cũ là áp dụng đến hết tháng 5 này thôi. Chắc là mai ngày kia chúng tôi sẽ có một cái clip báo tăng giá. Thường thường mỗi một năm là sẽ bị tăng giá một lần. Bởi vì cái gỗ gụ là nó tăng giá liên tục. Và các cái nguyên liệu cũng như công xá của thợ cũng phải tăng lên. Mà chất lượng thì không được giảm. Cho nên là buộc lòng cái giá tranh nó phải tăng lên một chút. Cảm ơn tạm biệt quý vị.